everyone, welcome to our class English 4. Kính chào quý phụ huynh, mến chào các em học sinh khối 4. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học của môn tiếng Anh lớp 4, Unit 4, When's your birthday? Vietnamese, ngày sinh nhật của bạn là khi nào? Yes, today we study lesson 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on 5, 28, and 29, yes. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái bài học tiết học thứ 3 của chương thứ 4, học cho cô trang 28 và 29, yes. Để bắt đầu tiết học, các em chuẩn bị cho cô sách tiếng Anh, sách học sinh tiếng Anh 4, tập 1, sách bài tập tiếng Anh 4, vở ghi bài học và đồ dùng học tập nhé. Okay, now, are you ready? Yes. Now, the first, trước khi vào bài học, chúng ta khởi động cho cô bằng một cái trò chơi. Yes. Now, look at the words. Yes. How many words? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes. Hey, cô có 9 cái vòng tròn trên cái màn hình. Hey, và trong vòng tròn nó có những chữ cái. Yes. Hey, các em nhìn cho cô những chữ cái và sắp xếp lại cho cô thành một từ có nghĩa. Yes. Hey, những từ này nói về tháng và nói về số thứ tự. Yes. No. Quickly. Finish. Yes. And number one. What? Yes. Fifth. Fifth. Vietnamese. Số thứ tự thứ năm. Yes. What? What? Third. Third, số thứ tự thứ ba, good. And number three, first, yes, that's right. First, số thứ tự thứ nhất, yes. What? Now, yes, tenth, yes, số thứ tự thứ mười, okay. And continue. March, yes. Vietnamese, tháng 3, okay. What? Yes, April, Vietnamese, tháng 4, yes. And continue. Okay, that's right, second, okay. What? Yes, good job. Eight. And the last. Good. July, Vietnamese, tháng 7. Yes. You are very excellent. Good. Now, today we continue Unit 4. When's your birthday? When's your birthday? Today we study Lesson 3. Now, open your book on page 28. Các em mở sách học sinh cho cô trang 28. Yes. Look at number 1. Listen and repeat. Listen and repeat. Vietnamese. Nghe và lặp lại. Yes. Ở cái lesson 3 này mình học cho cô về cái letter là cái chữ cái. Yes. Và nó phát ra cái sound là cái âm. Yes. Chữ th đứng ở cuối của từ, nó sẽ phát ra cái âm st. Yes. Để đọc được cái âm này, các em để cho cô đầu lưỡi giữa hai hàm răng. Để đầu lưỡi giữa hai hàm răng cho cô. Yes. Các em thụt cái đầu lưỡi vào và cho cái hơi nó ra. Now listen. Để đầu lưỡi giữa hai hàm răng. Rồi, giật cái đầu lưỡi vào và cho cái hơi gió nó đi ra. Yes. Rồi. And
letter ch, cái chữ cái c và h nó phát ra âm ch. Yes, giống như cái âm chờ trong tiếng Việt của mình á, cha chở chuối, cho chú chín đó, là cái chữ ch, ch. Yes. Now listen carefully. Page 28, lesson 3, activity 1. Listen and repeat. Fourth. It's the 4th of June. Ch. March. My birthday is on the 5th of March. Okay, now listen again, please. Page 28, lesson 3, activity 1. Listen and repeat. Fourth. It's the 4th of June. Ch. March. My birthday is on the 5th of March. Now, listen again, please. Hey, các em lưu ý cho cô để đọc đúng cái âm này. Các em để cái đầu lưỡi của mình giữa hai cái hàm răng và các em dịch cái đầu lưỡi vào, cho cái hơi gió ở trong cái miệng mình nó đi ra. Yes, now listen again, please. Page 28, lesson 3, activity 1. Listen and repeat. Fourth. It's the 4th of June. March. My birthday is on the 5th of March. Okay, now listen and repeat after me. Yes. Fourth is the 4th of June. Is the 4th of June. March. March. My birthday is on the 1st of March. March. Okay, now who can? Yes, now listen. 4th is the 4th of June. March. March. My birthday is on the 1st of March. March. Yes. Hey. Từ on các em đọc liến qua bên âm S cho cô. Is on the. Yes. Hey. Hôm nay mình sẽ học cho cô cái letter là cái chữ cái TH. Hey. Nó sẽ phát ra cái sound là cái âm. Để đọc được cái âm này thì mình làm sao đây? Yes. Mình để cho cô đầu lưỡi giữa hai cái hàm răng. Này, mình dịch cái đầu lưỡi vào và mình cho cái hơi gió ra. Now listen. Yes. Này, và cái âm và cái chữ cái CH nó sẽ phát cái âm. Yes. Now, ở nhà các em luyện đọc thêm cho cô hai cái chữ cái TH và CH sẽ phát ra âm và âm. Yes. Now we continue to number 2. Sang cho cô phần số 2 nhỏ. Listen and circle. Then write and share aloud. Listen and circle Vietnamese. Các em nghe và khoanh tròn. Yes. Then write and share aloud. Sau đó các em viết vào cái khoảng trống. And say aloud và đọc to lên. Yes. How many numbers? 4. 1, 2, 3 and 4. Yes. Number 1. My birthday is on the 4th. B. 5th of December. Yes. Các em nghe kỹ cho cô là 4th hay là 5th. Yes. And number 2. His birthday is on the 21st of A. March. B. April. Yes. And number 3.
Her birthday is Sunday, 16th and 17th of October. 4. My friend's birthday is Sunday, 13th of A. March. B. May. Yes. Now, listen carefully. Page 28. Activity 2. Listen and circle. Then write and say aloud. 1. My birthday is on the 5th of December. 2. His birthday is on the 21st of March. 3. Her birthday is on the 16th of October. 4. My friend's birthday is on the 30th of March. Okay, now listen again, please. 5th of March. My birthday is on the 5th of March. Page 28. Activity 2. Listen and circle. Then write and say aloud. 1. My birthday is on the 5th of December. 2. His birthday is on the 21st of March. 3. Her birthday is on the 16th of October. 4. My friend's birthday is on the 30th of March. Yes, now easy or difficult? Yes, very easy. Em nghe rất là rõ. Now, number 1, A or B? Yes, B. Các em nghe được từ gì nè? Fit, yes. Good job. And number 2, A or B? Yes, 8. Nghe được từ March. Okay. And number 3, A or B? A. Well done, yes. Em nghe được từ 16th, yes. And the last, câu cuối cùng nghe được gì đây? Yes, A2, yes, March. Very excellent. Now, các em viết cho cô đáp án vào cái gạch trống của cái câu. Ok, now, number 1, các em viết từ gì nè? Fifth, yes, good. And number 2, mình viết từ gì đây? March, yes, that's right. And number 4, yes, 16th, good. And number 4, March, yes. Và cái việc cuối cùng là mình đọc cái câu đó to lên. Yes, now listen. My birthday is on the 5th of December. 2. His birthday is on the 21st of March. 3. Her birthday is on the 16th of October. 4. My friend's birthday is on the 30th of March. March 30th of March. Yes. Now, về nhà các em luyện đọc thêm cho cô ở cái phần listen and circle. Yes, we continue to number 3, let's chant. Xem cho cô phần số 3 nhỏ, let's chant. Yes, the name of the chant, when's your birthday? Yes, hey, before chanting, trước khi cái bài chant, các em đọc cho cô nghe. Yes, now, when's your birthday, my? It's on the 5th of March. When's your birthday, Mary? It's on the 5th of March, too. When's your birthday, Nam? It's on the 2nd of April. When's your birthday, Peter? It's on the 6th of May. Yes. Now, you listen the chant, please. Page 28. Activity 3. Let's chant. When's your birthday? 1, 2, 3, 4,
When's your birthday, Mai? It's on the 5th of March. When's your birthday, Mary? It's on the 5th of March, too. When's your birthday, Nan? It's on the 2nd of April. When's your birthday, Peter? It's on the 6th of May. Yes, now you listen the second time. Các em nghe lại cho cô lần thứ hai và các em chăm theo bài nhạc cho cô. Page 28, activity 3. Let's chant. When's your birthday? 1, 2, 3, 4. When's your birthday, Mai? It's on the 5th of March. When's your birthday, Mary? It's on the 5th of March, too. When's your birthday, Nan? It's on the 2nd of April. When's your birthday, Peter? It's on the 6th of May. Okay, the chant is very interesting. Yes. Ở cái bài chant, ôm cho mình cấu trúc gì nè? Yes, when's your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào? Yes, các em trả lời là it's on the. It's on the. Sinh nhật của mình là ngày mấy, tháng mấy? Yes. Now, we continue to number 4. Sang cho cô phần số 4 nhỏ, trang 29. Yes, read and tick Vietnamese. Các em đọc và tick. Yes, các em đọc cho cô cái email. Who write the email? Ai viết email cho bạn nè? Yes, bạn Peter. Bạn Peter viết cho ai? Viết cho cái người bạn qua thư của Peter. Yes, pen friend. Bạn qua thư. Ok, các em đọc câu hỏi, các em nhìn tranh và các em xem lại cái bài đọc này và tick vào cái chữ cái đúng cho cô. Yes. Finish. Okay, now, dear parent, my name's Peter. I'm from London, England. Today is my birthday. The 6th of May is my birthday. I'm happy. I have many birthday presents from my friends. What about you? When's your birthday? Write to me soon, Peter. Now, listen again. Dear pen friend, my name's Peter. I'm from London, England. Today is Sunday, the 6th of May. It's my birthday. I'm happy. I have many birthday presents from my friends. What about you? When's your birthday? Write to me soon, Peter. Yes. Now, number one, where is Peter from? Where is Peter from? Vietnamese. Bạn Peter đến từ đâu? Các em xem lên cái bài email này, các em sẽ tích vào tranh A hay là tranh B. Bạn Peter đến từ đâu đây? Yes, B. Good job. Bạn Peter đó là I'm from London, England. Mình đến từ thành phố London của nước Anh. Yes, thì các em tích cho cô vào cái tranh B. Biểu tượng cái đồng hồ Big Ben ở nước Anh. Yes, very good. And number 2, when is his birthday? When is his birthday? Sinh nhật của cậu ấy khi nào? Các em nhìn lên cái email cho cô. Today is Sunday. Hôm nay là chủ nhật. Yes, the 6th of May. Ngày 6 tháng 5. Okay, it's my birthday. It's my birthday.
Nó là sinh nhật của mình. Vậy thì nó là sinh nhật của mình. Sinh nhật của mình là sinh nhật của bạn Peter. Ngày mấy đây? Ok, ngày 6 tháng 5. Yes, it's my birthday. Này, number 2, các em tích cho cô vào picture A. Good job. Sinh nhật của bạn Peter là ngày 6 tháng 5. Ok. And number 3, what does he have from his friends? What does he have from his friends? Hey, anh ấy có cái gì từ những người bạn của anh ấy? Hey, các em xem tiếp bài đọc cho cô. I'm happy. Mình vui. I have many birthday presents. Hey, mình có từ presents là món quà. Birthday presents là quà sinh nhật. From my friends, từ những người bạn của mình. Vậy thì bạn Peter sẽ có quà sinh nhật từ những người bạn hay là có bánh kem nè? Ok, bạn Peter có quà sinh nhật. Number 3, B, good job. Mình dựa vào thông tin là I have many birthday presents. Yes, good job. What about you? Còn bạn thì sao? When's your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào? Yes. Write to me soon. Sớm hồi âm cho mình nhé. Yes, Peter. Ok. Này, ở nhà các em đọc lại cho cô cái phần số 4 nhỏ. Read and tick. Yes. Ok. And the last E. Vào phần cuối của tiết học ngày hôm nay là phần số 5 nhỏ. Write an invitation card. Invitation card là cái thiệp mời. Write là các em viết cho cô cái thiệp mời. Yes. Này, đây là cái mẫu của cái thiệp mời. Yes. Please come to my birthday party. Please come to my birthday party. Vui lòng đến với cái bữa tiệc sinh nhật của mình. Yes. To Vietnamese, các em gửi cho bạn nào thì các em sẽ viết tên bạn đó vào đây. Yes. Date là cái ngày sinh nhật của mình, là ngày mấy tháng mấy. Yes. Time là cái giờ, là mời bạn mình từ mấy giờ tới mấy giờ. Yes. Address là địa chỉ, mình sẽ viết địa chỉ của mình cho bạn biết để bạn đến sinh nhật. Ví dụ như mình nói là mình ở tại nhà mình hay là mình ở số mấy, đường mấy. Yes. From là từ mình. Mình mời bạn thì mình sẽ viết tên mình phía dưới cuối cùng. Ok. Now, explains again. Chứ em chú ý nghe cô giải thích lại lần thứ hai. Write an invitation card. Các em viết cho cô cái thiệp mời sinh nhật. Yes. Please come to my birthday party. Vui lòng đến tiệc sinh nhật của mình. Yes. To là các em gửi cho bạn nào thì mình sẽ viết tên bạn đó vào đây. Date là cái ngày sinh nhật, là cái ngày mà mình làm sinh nhật đó, để cho bạn biết. Yes. And time là giờ. Yes. Từ mấy giờ tới mấy giờ. Good. And address là địa chỉ, ở số mấy, đường mấy, hoặc là ở tại nhà mình. Yes. And the last, from là mình mời bạn thì mình viết tên mình vào đây. Yes. You write the invitation card. Các em viết cho cô cái thiệp vào trong sách của mình cho cô. Quickly. Yes. Now finish. Who can? Okay. Vậy thì mình mời ai đây? Yes. Bạn mời là Tô Minh Khang. Gửi đến bạn Minh Khang. Yes. Date, cái ngày sinh nhật. The 31st of December. The 31st of December. Sinh nhật của mình là ngày 31 tháng 12. Ok. Time, từ mấy giờ đến mấy giờ đây? From 5 o'clock to 8 o'clock
p.m. Từ 5 giờ đến 8 giờ p.m. là buổi tối. Yes. Address là địa chỉ ở đâu nè? Good job. At my house. Tại nhà của mình. Vậy thì mình mời bạn thì mình ghi là yes, Quốc An. Bạn Quốc An mời bạn Minh Khang đến dự tiệc sinh nhật của bạn Quốc An. Yes. Tiệc sinh nhật từ 5 giờ đến 8 giờ vào buổi tối. Và ở đâu đây? Yes, ở tại nhà của bạn Quốc An. Good. Sinh nhật của bạn Quốc An là ngày mấy nè? Ok, là ngày 31 tháng 12. Yes, very good. Now, you copy down the answer in your book, please. Các em viết cho cô đáp án bài mẫu của một bạn vào trong sách của mình cho cô. Để ở nhà các em tự viết cho cô một tấm thiệp mời sinh nhật và các em tự trang trí cho cô bìa bánh kem cho đẹp nhé. Yes. Ok. Để củng cố lại bài học của Unit 4, các em look and write. Các em nhìn và viết cho cô. Yes. Look and write. Number one. Hello, I'm Akiko. I'm from. Các em nhìn tranh và điền cho cô từ vào trong cái khoảng trống. Yes. And number two. What day is it today? What day is it today? Vietnamese. Hôm nay là thứ mấy? Yes. Các em nhìn cho cô khoanh tròn thứ mấy thì các em trả lời dưới này. Yes. And number three. What's the day today? What's the day today? Vietnamese. Hôm nay là ngày mấy, tháng mấy? Yes. What day is it today? Là hỏi hôm nay thứ mấy? What's the day today? Hỏi hôm nay là ngày mấy, tháng mấy? Yes. Các em nhìn cho cô cái tờ lịch. Hôm nay là ngày ngày 3 của tháng 10. Yes. Các em viết cho cô ngày 3 tháng 10 ở dưới cái gạch trống. Yes. And number four. Look at the picture. Các em nhìn tranh cho cô. Today is the. Today. Ngày hôm nay là. Hôm nay là ngày mấy, tháng mấy đây? Yes. Hôm nay là ngày 11 tháng 3. Yes. Các em viết cho cô kết quả từ đúng dưới đây. And number five. When's her birthday? When's her birthday? Vietnamese, sinh nhật của cô ấy là khi nào? Yes. Các em trả lời cho cô là is. Các em nhìn tranh và viết từ đúng vào cái gạch, vào dấu ba chấm cho cô. Yes. Now, 3 minutes quickly. Okay. Yes or no? Yes. Now, number one. Hello, I'm Akiko. Xin chào, mình là Akiko. I'm from. Các em điền từ gì nè? Yes, Japan. Good job. I'm from Japan. Yes. Các em nhìn tranh và các em viết từ đúng. Okay. And number two. What day is it today? What day is it today? Hôm nay là thứ mấy? Yes. Hôm nay thứ mấy đây? Yes. Thứ năm. In English, is Thursday. It's Thursday. Good job. And number three. What's the day today? What's the day today? Hôm nay là ngày mấy, tháng mấy? Yes. Hôm nay là ngày 3 tháng 10. In English, it's the 3rd of October. It's the 3rd of October. Hôm nay là ngày 3 tháng 10. Yes. Excellent. And number four, today is, hôm nay là ngày mấy, tháng mấy đây? Hôm nay là ngày 11 tháng 3. In English, today is the 11th of March. March, yes. Hôm nay là ngày 11 của tháng 3. Yes, that's right. And number five, when's her birthday? When's her birthday? Sinh nhật của cô ấy là khi nào? Yes.
Các em trả lời là is on the 5th of July. Is on the 5th of July. Yes. Nó là ngày 5 của tháng, tháng 7. Yes, very excellent. Về nhà các em luyện viết từ vựng, nhìn tranh cho cô. Cái dạng này mình sẽ nằm trong mấy cái bài thi học kỳ nha. Các con lưu ý này, viết từ cho đúng, nhìn tranh và viết từ. Yes, okay. Today you study very excellent. Now about homework. Về nhà, ở nhà mình làm gì nè? Learn by heart the lesson. Các em học bài, học từ vựng cho cô, học cấu trúc câu. Yes. Practice reading and writing. Các em luyện đọc và luyện viết. Yes, luyện đọc những cái đoạn number 4. Read and match, hoặc là read and complete and write. Các em viết những câu trả lời về bản thân mình, hoặc là các em nhìn tranh, các em viết từ đúng. Yes. And the last, và phần cuối là refer next lesson. Chuẩn bị cho cô tiết học kế tiếp là Unit 5, Lesson 1 on page 30 and 31. Yes. No. Okay. It's on for the lesson. Bài học của chúng ta tới đây là kết thúc. Now, I hope you enjoy my video. Okay, now goodbye. See you later. Nếu các em có muốn thêm những bài học thú vị khác thì hãy đăng ký, like và chia sẻ kênh Tiểu học thật hay nhé. Hẹn gặp lại các em. Mến chào tạm biệt.